giải mã sức khỏe tương lai, ung thư vú không còn là nỗi sợ. Hơn 80% bệnh nhân phát hiện mình bị ung thư vú ở giai đoạn trễ, dẫn đến những tình trạng đáng tiếc. Tỷ lệ tử vong do bệnh ung thư vú đứng hàng đầu trong nhóm những nguyên nhân tử vong do ung thư ở nữ giới trên toàn thế giới. Mỗi năm, nước ta có khoảng hơn 21.555 ca mắc mới và hơn 9.315 ca tử vong. Ung thư vú ở nam giới chiếm khoảng 1% các trường hợp. Hiểu được sự mất mát này, Healthcare đã chuyển giao trực tiếp công nghệ tầm soát phát hiện ung thư trước 3 đến 5 năm từ châu Âu, với mong muốn giúp bạn có một cuộc sống giá trị và hạnh phúc. Tầm soát Bioscan tuân thủ chương trình cá nhân hóa về liệu pháp theo tiêu chuẩn của Hiệp hội An toàn Y tế Quốc tế, FDA chứng nhận. Thời gian thực hiện nhanh chóng, sóng sinh học không tác dụng phụ, kết quả chính xác đến 99%, được thăm khám và phân tích kết quả 1:1 với bác sĩ hàng đầu. Tầm soát Bioscan phát hiện ung thư vú trước 3 đến 5 năm, ưu đãi đến 50%, liên hệ ngay. Healthcare, trung tâm sinh học dẫn đầu châu Á, chuyển giao công nghệ độc quyền từ châu Âu. 6A Phạm Đình Toái, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0901 311 355 hoặc 02888 862 826. Email info@healthcare.vn.